chào cô bác anh chị và tất cả mọi người đang xem video nhé. Đấy, đây là mẹ của Trinh đây. Hôm nay thì hôm nay có rất là nhiều đồ đấy. Để chị vác được bao gạo này? Không, ba này, 50 cân má. Không đến đâu. Gạo này gạo thiếu chứ không phải gạo đủ. Gạo đủ của nó là 700 mấy, gạo này thiếu là 509 thôi. Đấy là nói thật là như thế nhé. Còn nếu mà nhiều người khác thì họ cũng bảo lấy thiếu nhưng họ vẫn bảo đủ là họ đã ăn bớt. Nhưng mà em thì em không thích kiểu đấy. Gạo này nếu bán cửa hàng thì họ sẽ có hai loại, nó cũng giống nhau thôi, vỏ giống nhau nhưng mà cân nặng nó thiếu. Thế à? Đấy. Bạt thì hôm nay lên mua bạt cho chị 10 mét thì chị cắt bớt để đi sang sang cái bàn thờ bớt thì cứ thế. Tại vì hôm nọ chị có nói là bây giờ hai mẹ con ở đây hết rồi, cái nhà bên kia thì nó không còn nóc nữa, thì còn cái thờ, còn bàn thờ thờ tổ tiên với cả chồng nữa thì không có cái gì che, không còn cách nào, bởi vì là chị không có tiền nên là chị rất là muốn xin cái bạt để về che cái bàn thờ trước. Và cái bạt này thì có nhiều chức năng ấy nhé. Đấy, đấy. Chị vác được bao gạo này không? Chị xem là chị vác không được đâu. Chị vác được bao gạo này luôn. Vác không được thì không ăn nữa nhỉ. Nghỉ. Rồi, hôm nay thì bé Trinh đang đi học nên là sẽ gặp bé Trinh. Trường như này. Chỗ gần 3 á. Hai người thôi đi. Hai người thì không đi được đâu, hai người khó đi quá. Khó đi ở thế, đây, điệu đi. Phụ nữ người Mông này. Phụ nữ người Mông ở trên này. Ui giời, móc điện thoại từ đít ra, đều thế. Đặt điều quá. Xem nào. Được chứ, được. Được. Này chắc tầm 48 cân thôi. Người vác gạo không ngã, người quay phim lại ngã đến khi. Cái quan trọng nhất là bây giờ là có cái để che cái bàn thờ rồi. Nói gì thì nói, ở góc độ tâm linh thì thờ tổ tiên là một cái nét đẹp, là một cái văn hóa của dân tộc Việt Nam rồi. Hôm nọ chị, anh em mình lên thì chị cũng có nói, tuy nhiên thì anh em mình không tiện chia sẻ lên trên video, bởi vì là kêu gọi thì kêu gọi chung rồi. Tuy nhiên thì mong muốn của chị cũng hết sức là chính đáng. Đấy. Hôm nay lên thì sẽ bàn với chị những cái kế hoạch, những cái kế hoạch để cải thiện cái nơi ở hiện tại cho hai mẹ con nó đảm bảo sức khỏe hơn. Đấy. Thứ hai là cũng thông tin tới quý khán giả và mọi người. Như hôm nọ cháu Hiểu đã nói rồi, đó là số tiền chữa bệnh cho anh Phó còn dư thì tất cả các nhà hảo tâm đều nhất trí là chuyển sang cho hai mẹ con ở Chuồng Bò. Do vậy là anh em mình cũng chuyển nhé mọi người nhé. Thế là mong muốn của các nhà hảo tâm chứ không phải là có một tích huyết, nên là mọi người có xem được thì cũng đừng có trách cháu Hiểu là độc đoán như thế này thật chứ. Mua nhu phẩm. Hôm nay trời mưa rất là to, anh em mình chú ý chọn lúc chạy vào. Còn những cái thức xuyên này trời mưa thì trước cũng chia sẻ cho hôm nay ở bên này cũng trời mưa to lắm. Nhà 12 giờ chỉ gần chỉ với ra đường này là chỉ đi sang đến Thái Hà, chứ ra đây nó ra mưa.
Trong sang bên kia xong là mưa to quá là về bên này không được. Ô, chuyện nhà thì chỉ thế đâu mà. Chuyện nhà của người giàu. Ừ, chuyện nhà của người giàu đây nè. Cơ bản là cũng nó cũng đỡ. Bên dưới là cũng có một cái tấm rồi. Ví dụ đây này, đâu hết đây này. Cắn bạc à? Ăn cả loan này. Hôm nay thì mùi quá rồi. Hôm nay dù là ở nông thôn ra thật nhưng mà cũng không chịu được cái mùi rồi. Hôm nay thì mùi quá đấy. Mọi người kiểu trời ướt mưa á. Mưa xong là bò đáy ấy. Rất là mùi. Đó. Thì hôm nay là trích 900.000 mua đồ nhé chị nhé. Vâng ạ. Bao gạo. Trong này chắc là sẽ quay nhanh khớp phim bởi vì là nó mùi quá. Mùi quá, quay nhanh. Đồ nấu nướng, mắm muối, mì chính, bột canh, dầu ăn, bao gạo và bạc 10m, tổng là hết 900.000. Đó. Ngoài ra thì hôm nay là cô Loan ở thành phố Hồ Chí Minh cũng gửi cho một tải, trong này thì chút nữa mở ra mình biết là cái gì nhé. Rồi, bây giờ chị mở luôn đi cho nó nhanh đi. Đúng là hôm nọ mình đến thì nó không mùi như bây giờ. Hôm nay thì trời mưa, hôm qua trời mưa được 3 ngày rồi đấy. Mưa 3 ngày. Thế ngủ kiểu gì? Ngủ cứ ở thế thôi, chứ không ở nhà nữa thì ở thế thôi, một mình còn sờ nữa. Không dám ngủ nữa chứ. Sờ nó nhét cái nhà đi à? Sợ nó đi cái nhà đi, xong là vẫn sợ trời mưa to hay là chỗ có gió. Chứ cứ mở hết ra đi. Các bác gửi như thế nào thì bọn em mang đến như vậy. Chưa có cái sự cắt xén gì ở đây đâu. Cắt mà được cái gì, các cậu, các chú là cắt đi làm gì. Các chị thì người ở vùng cao nữa, mình nhiều nữa, khổ nữa thì mới dùng. Em cắt cho cháu. Biết đâu có tiền em cắt ra em được tiêu gì sao. Không có, em không dám cắt. Được thế thôi, người ngay thẳng ai làm việc đấy đúng không? À có màn nữa, hôm nọ cũng có một số bác bảo là gửi tiền mua màn cho chị hai mẹ con. Nhưng mà đây là kẹo thôi. Kẹo. Nhưng mà anh em mình thì cũng dặn rồi, có một bà gửi quần áo rồi và gửi màn rồi. Có màn nữa. Kẹo này thì để Trinh về thì cho Trinh nhé. Đồ để như này có sợ mất không nhé, chị đi một cái này. Ô, chị đang mất một cái nồi rồi đấy. Cái nồi hôm nọ chị làm cơm đấy, ai lấy đi rồi. Mất rồi. Nhưng mà lại có cái siêu cũ ở đây. À họ cho cái siêu. Không phải, mất cái nồi thì không thấy cái siêu. À lại thấy cái siêu. Ờ. Cái siêu trước cũng mất rồi. Cái siêu thì không mất, cái siêu này thì người ta trồng để đây đấy. À, ý là họ mang siêu về đổi nồi à? Ừ, chắc chắn. Bây giờ chỉ không có gì làm cơm ở bên này ăn, không có nồi làm cơm ở đây này ăn. Không có nồi luôn. Ừ. Sợ nhất là mất gạo, mất các thứ rồi, mất ngô này này. Ngô đây này, của nhà cháu cái xe này bảo là mang đi sát đấy. Ừ. Chỉ mất cái nồi luôn đấy. Hôm nọ bảo đi ra chợ mua nhưng mà hôm đấy mưa quá, không đi được. Không phải, chị bảo là tưởng là cậu lấy gió ngô cho chị đấy. Ừ. À, chị mới gọi điện 2-3 lần đấy. Ừ. Lúc đấy là chị lấy được gió ngô rồi. À. Thấy hết chủ nhật này đi mua chó ấy. Chủ nhật này nếu mà không mưa thì mua được. À, mưa thì em không đi được đâu. Cậu bên này có một thằng đẹp hết đấy. Nhưng mà chó nhà đấy, ở gần gần đây nó. Có ba con. Bao nhiêu tiền? Nó cũng bảo là đòi 400 này. Thế chị lấy một con về đi. Lấy một con mà chị đi. Không có tiền, chị không dám lấy đâu. Mai em lên em phải trả tiền chứ. Mai em lại lên đây mà. Ngày mai lên á? Ở chỗ em lên chỗ kia cũng có, bây giờ vẫn có 2-3 con hay sao cũng đẹp phép. Nghe thấy chủ nó bảo là
Nhà chị dâu còn hai con đẹp hết đó, nhưng mà chị dâu lấy mấy một con 400 đấy. Chị mới chia sẻ là mất một cái nồi. Thật ra ở đây thì cái đất thì không mất, lại mất cái những cái quan trọng. Tức nghĩa là cái để mình duy trì cuộc sống hàng ngày đấy thì nó lại mất. Đấy chứ không phải là mất cái gì đáng giá nhé. Cái điều mà anh em mình lo lắng thì trước sau cũng sẽ diễn ra thôi. Đây là túi đồ của bà Loan nhé, ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chị gửi lời cảm ơn tới bà Loan đã gửi quà cho hai mẹ con. Nó phải bà rồi đấy nhỉ. Mình gọi bằng chị hay là bằng bà? Chị cũng có tuổi rồi, chị gọi bằng cô cũng được rồi, cho trẻ. Thế thì cháu cảm ơn cô Loan ở dưới cái thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Không là cảm ơn các cậu các cháu ạ. Mùi nước đái bò, phân bò bốc lên thơm thật. Hy vọng rằng trong thời gian ngắn nhất thì anh em mình sẽ hỗ trợ được cho mấy mẹ con là di rời khỏi chỗ này. Tuy nhiên thì hôm nay mua bạt đến thì em có trao đổi với chị thế này này. Cái bạt này chị nhờ người nhé, em không giúp chị đâu. Vâng ạ. Nói thẳng như thế cho nó dễ đi. Vâng ạ. Là mình bỏ cái này ra hết, xong mình giải cái bạt, giải hết chỗ này. Vâng ạ. Để thứ nhất là cái mùi mình ngăn cái chỗ ngủ của bò với mình lại, không mùi không bốc lên. Xong là mình bưng hết cái bạt cũ này thì mình bưng xung quanh để nó kín, mùi nó không lên chỗ ở. Còn cái bên trên thì mưa không, tạm thời là mưa vẫn rớt nhưng mà nó rớt ít. Mưa to thì mới sợ, còn mưa nhỏ thì không lo. Thì sẽ chia bạt cái này để dưới này để ngăn cái mùi cơ bản là khi mình đến thì nó sẽ không mùi. Nó sẽ tỏa ra chỗ khác, nó không trực tiếp sọc lên trên này. Đấy, cái này chị không tự làm được, em không giúp đâu. Bởi vì chị con gái nữa, em con trai nữa, nó cũng khó. Đấy, thứ hai là số bạt còn dư thì mang đi che cái bàn thờ bên nhà, nhà to đấy. Nói là nhà to thôi, quý khán giả những ai mới xem thì xem video đầu sẽ biết nhà to như thế nào. Nhà của chị thì là một cái nhà trình tường khoảng 15m2. Mái thì bị gió bão làm lấy đi hết rồi, bây giờ nó còn cái khung đất trơ trơ và một cái bàn thờ thì đang lấy cái ván ép để che trên cái bàn thờ thôi. Giờ phải cần thiết những cái tấm bạt như thế này. Nên hôm nay cháu Hiệp mua lên đây bạt hơn 10m để chị giải thế này để mùi phân, mùi nước đái bò không bốc lên, mùi bò không bốc lên, để thứ nhất là cái không gian sinh hoạt nó được sạch sẽ hơn về cái mùi. Thứ hai là những cái bạt cũ ở đây này thì mình sẽ tận dụng để mình quay lại bốn bên kín để khí cái thứ mùi nó không vào, tức nghĩa là mình có một cái ngăn sạch sẽ nhất định. Cái đấy chắc chị làm lần sau em đến là phải làm xong rồi nhé. Đấy, đấy là em chỉ dặn như thế thôi. Lần sau đến quay là nó phải thay đổi rồi. Đấy, đồ đạc nấu nướng thì tạm thời để chỉ với gạo. Chỗ này thì hai mẹ con ăn thì cũng thoải mái. Ngày mai Trinh ra nghỉ học lại được gạo nữa, chắc cũng được một bao như này á. Không phải thôi, bia bao. Một nửa bao? Một nửa bao 50 cân, 26 cân, 26 cân thì nhận bao. Người ta đi nhận hết rồi, chỉ không có xe đi nhận không được. Thì mình đi bộ thôi. Ngày mai mình chỉ là nhờ ai đi lấy hộ hay là kiểu gì. Trong là ngày mai chắc là cô giáo bảo là dặn đi trường làm hồ sơ cho mình thì chắc là chị cũng sang bên đấy. Hồ sơ để lớp 6 à? Hồ sơ sang lớp 6. Đấy là cái việc em dặn là như thế. Thì món quà của bà Loan cũng đã được gửi đến rồi. Thì đang tính thế này này. Bây giờ mình có thể mình tháo cái nhà kia về. Mình dựng một cái nhỏ nhỏ cho bò ra ở riêng, mình ở riêng cho nó sạch sẽ hơn được không? Một mình chị mà không có tiền mà tháo không được đâu. Nhờ bà con. Nhờ bà con, bây giờ thì toàn là thuê người ta. Trên này bây giờ có ai ở nhà đâu, người ta đi làm thuê hết, không có ai ở nhà. Có chỉ có là mấy ngày kia uống rượu kia mà ở. Nhưng mà suốt ngày uống rượu mà làm cái gì, thuê còn làm không nên. Đi chặt quỷ cũng không làm không nên. Thế thì nếu mà được thì mình sẽ có phương án là rời bò ra bên cạnh để mình ở chỗ này sạch, bên dưới mình để củi bò ở bên cạnh thôi thì nó đỡ mùi. Hoặc là cái biện pháp duy nhất là dùng cái bàn này để bít kín hết lại, xong quây lại kín lại, mùi nó bay lên trời thì nó không ở trong không gian, ít nhất nó cũng hạn chế được. Đấy là cái trước mắt là cháu Hiệp tính là như vậy. Một là những cái cột cũ ở nhà bên kia mà vẫn tận dụng được thì sẽ dựng ở bên này một cái nhỏ nhỏ ở góc bên này, hoặc là góc bên phải hoặc góc bên trái để cho bò ở riêng ra. Đấy.
và người ở riêng thì nó sẽ hợp vệ sinh hơn. Tuy nhiên thì như chị nói rồi, bây giờ thôn thì bà con người ta đi làm hết, chủ yếu là đàn bà và phụ nữ, đàn bà và trẻ em ở nhà thôi. Còn những cánh đàn ông ở nhà thì toàn những cái tay bận rượu thôi, đâm ra là chặt củi rồi cứ chặt không ra trò, nên là mọi thứ đều sẽ phải thuê. Như vậy thì sẽ cần kinh phí nó rất là khó. Thì biện pháp là mọi người thông cảm cho nên phải nhổ nó bỏ rồi nó mùi quá. Thì cái biện pháp mà trước mắt là mình sẽ dùng bạt để giảm toàn bộ cái sàn này để mùi nó không lên. Bạt cũ thì mình sẽ quây kín lại. Cái đấy thì hôm sau em đến thì em sẽ nghiệm thu cái chỗ đấy nhé, chị làm được cái đấy đi. Thì thứ nhất là em đến thì em ngồi cũng thoải mái hơn, nó không mùi. Hai mẹ con ở nó cũng đảm bảo sức khỏe hơn. Bây giờ suốt ngày ngửi mùi phân bò như thế thì liệu là cái gan, cái thận, là cái phổi của mình nó được đến bao giờ? Đó. Đây là những cái gì em ra cho chị nhé. Cũng có rất là nhiều quý khán giả góp ý về cuộc sống của hai mẹ con thế này thế kia, tuy nhiên thì cũng rất là mừng chia sẻ với quý khán giả là có khoản tiền còn dư của nhà anh có là 16 triệu 813 nghìn là sẽ chuyển sang cho hai mẹ con ở chuồng bò. Đấy, như vậy vị trí là hiện tại số tiền của hai mẹ con mà được các cô các bác ủng hộ cũng đã chạm một tay vào căn nhà rồi. Hôm nay thì thông tin với chị là những cái tin vui nhé. Trước tiên là có chị Xuân gửi 500, dì Ngân gửi 1 triệu, Nguyễn Thị Phượng gửi 300, Sùng Thị Xoa gửi 1 triệu và một cô Thông ở Đắk Lắk gửi 1 triệu. Sáng nay thì tiếp tục nhận được của cô An McDonald gửi 5,5 triệu nữa. Đấy, trong đó thì anh em mình trừ đi 900 vừa mua đây rồi. Đấy, tổng qua một chút cho đến và 16,813,000 từ nhà hoàn cảnh có chỗ chân cháy chân chữa khỏi rồi đưa về rồi chuyển về bên này, các nhà hảo tâm chuyển về cho hai mẹ con. Thì số tiền hiện tại mà hai mẹ con có sẽ là 21 triệu, 22 triệu, 23, 24, 25 triệu rồi. 25 triệu tức nghĩa là mình đã chạm một tay vào căn nhà rồi. Nhà thì Hiệp tính kêu gọi và chia sẻ cho hai mẹ con một căn nhà cấp 4 khoảng 70 triệu là dựng tường lên, có một phòng ngủ cho hai mẹ con và lợp bờ lô, láng nền sạch sẽ thôi, chát sạch sẽ. Chỉ như vậy thôi nhé. Đấy, thì đã được 25 triệu rồi thì rất là cần sự chung tay của quý khán giả, cô chú anh chị và mọi người nữa. Là khoảng 50 triệu nữa, tức nghĩa là khoảng 75 triệu thì sẽ xây được một căn nhà cấp 4 là như vậy. Thì sẽ không chát, không lát gạch này. Đấy. Không lợp tôn lạnh này. Đấy, cửa thì cũng làm hệ bình thường thôi. Thế nên là sẽ giảm được chi phí. Bình thường mỗi một căn nhà cho Hiệp làm rơi 115 triệu thì trừ đi cửa 12 đến 14 triệu, mái 12 đến 14 triệu nữa là đi 24 triệu rồi. Rồi là cửa, tiền lát gạch các thứ nữa, đại loại là trừ đi được khoảng 50 triệu là một căn nhà xây chát láng sạch sẽ và lợp bờ lô, thì nó rơi khoảng 7 đến 80 triệu thì hai mẹ con sẽ có được một cái cơ ngơi ở nó tốt hơn. Đấy, thông tin với mọi người là như vậy. Hôm nay thì cập nhật thêm cô ba anh chị khán giả, danh sách các cô chú anh chị nhà hảo tâm gửi tiền cho hai mẹ con là như vậy. Thì sau video này rất mong là sẽ nhận được thêm những cái số tiền được giúp đỡ để hai mẹ con sớm, là chỗ này vẫn là chuồng bò chứ không phải chỗ ngủ, mà nhà thì mình sẽ làm ở một khu nào đấy, một cái nhà cấp 4 lợp bờ lô, láng sạch sẽ, chát đàng hoàng, kiên cố, yên tâm. Đấy, bởi vì sang năm là Trinh đi học lớp 6, tức nghĩa là không còn ở đây nữa, thì một mình mẹ là trăm công nghìn việc. Việc không tên ở nông thôn nó là như vậy. Thì thông tin với chị như thế nhá, hiện tại là được 25 triệu rồi. Thì tiền thì em không đưa chị đâu. Đưa chị cho cái gì? Cái đây là đưa chị đây, chị biết đi tiêu cái gì à? Chị đàn bà đi biết đi làm cái gì à? Các chú, các em.
không có sợ mất nữa chứ. Sợ mất nữa thì người ta ăn trộm nữa chứ, thì cần con gái đàn bà là đi cầm tiền nhiều không có thời gian cầm đâu. Thì tiền em nhận thì sau này chi cái gì làm nhà, hoặc là đến một thời điểm nào đấy mà không kêu gọi làm nhà được thì em cũng sẽ giúp chị sửa sang nhà cửa các thứ, chi bao nhiêu thì cũng công khai hết thôi nhé. Đó, thì rất là cảm ơn cô ba anh chị khán giả và mọi người đã quan tâm, đã gửi tiền về cho hai mẹ con. Hiện tại thì có lẽ là cái hành trình gửi tiền thì vẫn còn rất là nhiều những cái bác muốn gửi tiền, tuy nhiên thì chưa xem được video chẳng hạn. Do vậy là tại thời điểm anh em mình ghi hình thì có thêm các bác đấy. Thì rất là cảm ơn cô ba anh chị và mọi người rất nhiều. Những cái chia sẻ, những cái khó khăn của hai mẹ con thì những video trước anh em mình cũng đã nói rồi, rất là dài và câu chuyện hết sức là bi đát rồi. Mọi người có thể tìm những cái video cũ để xem lại. Bây giờ thì sẽ dành lời cho chị để gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm đã gửi tiền cho mình. Cảm ơn các chú, các bác, các cháu, mọi quê, mọi nơi các chú giúp đỡ của con, của cháu hay là của chị là cái gì không biết, nhưng mà biết là các hai mẹ con là cảm ơn các bác, các chú, các cháu, các em, các con, các em, các cảm ơn. Rồi, tuyệt vời quá. Thế nhá, trước khi em về thì em ra đây cất gạo cẩn thận này. Vâng ạ. Thứ hai là bánh kẹo thì chị ăn được, không đợi con về ăn được. Và đàn nấu nướng. Còn cái bạt em đã nói rồi, lần sau em đến thì không có ngồi người mùi phân bò này nữa đâu nhé. Sau đấy là nó phải thơm tho các thứ. Cháu Hiệp xin phép mọi người, mong mọi người thông cảm là phải nhổ nước bọt quá nhiều, nhưng mà cố gắng lắm mà bây giờ nó đang rất là cay cái họng. Mùi cái mùi nước phân bò nó rất là rát họng. Đấy là chia sẻ thật là như thế. Thì cuộc sống của hai mẹ con thì nó vẫn vậy thôi, ở trong cái túp lều này thôi. Hôm nay đến gần mất một cái nồi, không có nồi nấu ăn rồi. Mưa gió thì vẫn thế. Chị thì cháu Hiệp chia sẻ lại với mọi người là chị thì có một ba đứa con. Hai đứa con đầu là của chồng thứ nhất mất rồi. Hai đứa sinh bây giờ là của chồng thứ hai. Chồng thì cũng mất rồi. Hiện tại thì hai mẹ con đang sống ở trên chuồng bò, ăn ngủ ngủ ở đây, sinh hoạt ở đây. Còn cái nhà to như cháu Hiệp đã nói rồi, nó bao gồm của bây giờ chỉ có 4 cái khung trình tường đất thôi, thì đã bị gió là tốc hết mái đi, bây giờ nó trơ trọi luôn, không còn cái gì cả. Thế nên là mấy mẹ con ở đây và rất là khó khăn. Nên là hy vọng rằng là những cái sự chia sẻ của anh em mình thì đấy, bây giờ bỏ bạt đi trong phế hết vào thì phân bò mùi nó cũng sẽ đỡ hơn rất nhiều. Bò hình như đói rồi đấy, cả ngày chưa cho ăn rồi. Nó muốn thả đi đấy. Bò nhà nước cho là có một cái khuyên tai đấy đúng không? Mấy năm là mình sẽ phải trả lại nhà nước tiền. Hai năm là giả. Hai năm giả bao nhiêu? Hai năm giả 6 triệu mốt ạ. 6 triệu mốt. Tức là mình phải giả 1/3 số tiền đã cho đúng không? Vâng ạ. Nhà nước có cái chính sách là cho bà con mỗi gia đình là mười mấy triệu một con, 18 triệu đấy. 17 triệu dưới. 17 triệu dưới. Thì mua một con bò thì chị cũng rất may mắn là mua về là đẻ luôn. Thì mua một được hai. Và bây giờ trọn vẹn là cuộc sống của hai mẹ con là mọi người thấy nó rất là đơn giản, nó rất là ẩm thấp và nó đến bây giờ là cháu Hiệp thấy rất là rát họng rồi đấy, bởi vì người mùi phân bò từ nãy đến giờ rất là rát họng. Đấy, đây cỏ bò đây đúng không? Cỏ bò. Sáng nay mưa rất to này, nước ngập hết rồi này. Bây giờ là chị đi đâu? Chị đi cắt cái cây cọ về xong là trồng, nếu chị là thả nó đi cắt được rồi, cắt được rồi nhưng mà lại em lại về đến, cháu lại về đến thì chị lại bỏ sang bên kia chưa điệu về ạ. Bây giờ là sẽ đi trồng cỏ và lấy cỏ về cho bò. Là thả bò nữa. Một ngày công việc của một người phụ nữ ở nông thôn nó sẽ là sáng mở mắt là bò, tối đi ngủ cũng là bò. Đó. Rất mừng là bé Trinh đi học được ở chế độ nội trú, như vậy là cũng đỡ được rất là nhiều những cái khoản chi phí. Thế thì bây giờ bọn em đi về nhé. Hôm sau em lên là bà đã được xử lý ngon lành và đã che bàn thờ bên kia rồi. Dạ, thế thì cất cẩn thận và đồ đạc thì đừng để mất nữa. Hôm nay mất cái nồi rồi thì thế bây giờ nấu ăn thì cho gạo vào trong siêu nấu rồi. Cho gạo vào trong cái siêu nóng. Ôi giời, chịu rồi.
rất là khổ. Khổ khó khăn. Mm-hmm.